Đặng Ngọc Long, Hồi ký âm nhạc. Số 2, Hoàn cảnh ra đời bản độc tấu guitar hồi tưởng. Trong những năm 88-90, dòng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động sang Đức tăng lên đột ngột. Trong số đó có một người bạn thân của tôi, tên anh là Đỗ Hồng Thao, con trai của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Anh học cùng thời với tôi từ năm 1975-1979, cũng sang Đức lao động theo diện con em cán bộ. Đúng lúc bức tường Berlin sụp đổ, anh bị thất nghiệp và phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Thao đến thăm tôi thường xuyên, chúng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng nhau học tập, cùng nhau đi đánh Bắc Trung Hy, cách nơi lái của dân nghệ sĩ, đệm đàn cho các ca sĩ như Ái Vân, Ngọc Tân, Lệ Quyên, hát, hoặc đi đánh đám cưới. Các phòng cưới ở thủ đô chỗ nào chúng tôi cũng đều có mặt. Hồi đó chẳng có thủ lao gì cả, chỉ được ăn một bữa trước và sau khi đám cưới. Thế nên trong khi đánh đàn, các tay đàn thường thóng kẹo, thóng thuốc lá cho vào thùng đàn. Mỗi lần đi đánh Bắc về là các bạn ở nội trú ùa xuống sân trường ngồi với chúng tôi để chia nhau chiến lợi phẩm thóng được. Thao tự nhiên là trưởng nhóm, vì anh là con ông to, lại ở ngoại trú, có nhiều mối quan hệ nên anh thường nhận lời mời và tổ chức cho chúng tôi đi đánh khắp nơi. Nhớ một lần đi đánh đám cưới cho một thành viên ở Thanh Hóa, cả lũ đi tàu hỏa về quê, đến thị xã, trên đường đi từ ga về địa điểm thì bị công an bắt, cắt hết tóc dài và rạch quần loe. Thời đó ở miền Bắc còn cấm ăn mặc kiểu hippie, Beatles. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia, mỗi người chúng tôi đi một ngả. Tôi sang Đức học tiếp đại học, Thao làm việc trong một dàn nhạc giao hưởng ở Việt Nam. Quả đất xoay tròn thế nào, cuối cùng Thao cũng sang Đức. Ở Berlin chúng tôi gặp nhau thường xuyên, Thao hay đi xem tôi biểu diễn và quay video các cuộc biểu diễn của tôi. Tôi mua cho Thao một cái kèn saxophone để tập hòa tấu cho đỡ nhớ và đỡ buồn. Có hôm Thao ngủ lại nhà tôi, rồi nấu món cháo cá cho tôi ăn. Thao hiền lành và chăm chỉ. Trong tuần thì đi bán quần áo thuê cho một đôi vợ chồng người Việt, làm rất vất vả, đứng ngoài trời mưa tuyết. Có hôm âm dưới 20 độ vẫn phải đứng bán. Tôi thấy thương Thao quá. Đằng đằng một nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng, đằng đằng con một ông to nhà nòi về âm nhạc, mà lao động gian nan thế, cực nhọc thế. Thao ở Việt Nam từ bé đến lớn chưa bao giờ biết khổ là gì, chả biết làm việc gì ngoài học đàn và đánh đàn. Vì thế, sự làm ăn chân tay vất vả sau khi nước Đức thống nhất làm Thao suy nghĩ lắm. Thế rồi một đêm anh tâm sự với tôi về sự trở về Việt Nam. Vì khổ cực quá, anh lao động không quen và rét mướt quá, anh không chịu nổi. Tiền thì chẳng có để gửi về giúp đỡ gia đình, hoặc ít nhất cũng để dành một ít cho tương lai. Anh buồn rầu, sinh ra uống rượu. Anh uống rất nhiều, lúc nào cũng lướt khướt, mắt hốc hác thâm quầng. Có lúc say mềm, anh như mê sảng, Thao đòi tự tử. Có hôm Thao uống say, trên đường tôi chở anh ra ga tàu để về nhà ở thành phố Neubrandenburg, cách Berlin khoảng 200 km. Anh vặn tay lái xe tôi đòi quay trở lại. Hoặc ra đến ga rồi anh vẫn không chịu lên tàu, mà dình tôi chào tạm biệt quay đi là anh nhảy xuống tàu quay trở lại nhà tôi. Tôi đã động viên Thao rất nhiều, phân tích cho anh tình hình nước Đức và hoàn cảnh chung người Việt ở Đức, chứ không phải riêng ai. Thao không nghe tôi, không chấp nhận, mà lật ngược vấn đề làm thế nào để có tiền thật nhanh, làm thế nào để có tiền thật nhiều. Hai câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu và xoáy vào óc anh. Và một ngày kia anh quyết định sẽ đi cướp, đi chấn lột để có thật nhiều tiền. Tôi khuyên anh hãy bình tĩnh lại, không nóng vội, không cầu thả suy nghĩ bậy bạ như vậy. Có khi tôi cương quyết năn nỉ anh không được làm như thế, nhưng anh nhất định không nghe. Tôi rất buồn, buồn cho anh, buồn cho thân phận người Việt ở đây, thương cho anh, thương cho bạn tôi đang phải đối mặt với một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đêm ấy chúng tôi nằm bên nhau, cả đêm không tài nào ngủ được. Và âm hình lá pha pha lá đổ của giọng rê trưởng vang lên trong đầu tôi. Cứ thế cùng những giọt nước mắt tôi viết cho đến sáng, cho đến chùm âm hưởng cuối cùng. Cả tuần đó tôi miệt mài hoàn thiện tác phẩm hồi tưởng. Và mời Thao đến tôi đánh cho anh nghe. Tôi nói tao viết cho mày đấy, vì mày mà những nốt nhạc này mới ra đời. Anh xúc động rơm rớm nước mắt. Và sau đó cứ thế như đứa trẻ mới lên ba, ôm tôi khóc mãi, khóc hoài. Một cuối tuần sau đó, anh dẫn tôi đến nhà một người quen ở Berlin. Thao giới thiệu tôi và khoe là tôi đã sáng tác riêng cho Thao một tác phẩm âm nhạc. Anh bạn rất vui và đề nghị tôi biểu diễn.
Sau khi tôi biểu diễn xong, Thao nói với tôi như là để có mặt anh bạn kia làm chứng, là mày đề tặng tao thật nhé. Tôi nói lại một lần nữa và khẳng định tác phẩm này tao viết tặng mày. Từ nhà người bạn ra về, trên đường đi anh nhẹ nhẹ nói với tôi: Long ạ, từ hôm nghe bản nhạc của mày viết cho tao, mạch âm thanh giai điệu và hòa âm làm tao nhớ lại thời thanh xuân, tuổi mộng mơ, những ngày tháng chúng mình cùng đi Bắc Trung Hy, cùng ăn bo bo, cùng bắt tóp thuốc. Tao đã hồi tưởng và sực tỉnh. Tao hứa với mày, tao sẽ về Việt Nam dù trong tay không có đồng nào. Tao sẽ về với hai bàn tay trắng và về với một tâm hồn sảng khoái, tràn đầy yêu thương của anh trai tao, của em gái tao và của bao người thân, anh em, bạn bè. Và Thao, người bạn tôi bỏ giấc mơ thiên đường, đã trở về Việt Nam. Vài năm sau này, một lần về Hà Nội biểu diễn trong chương trình Xuân Quê Hương do Bộ Ngoại giao tổ chức, Thao vui lắm, đi theo tôi suốt, hai anh em cứ xoắn xuýt bên nhau. Thao kể tôi nghe anh đã lấy vợ, sinh con, có công ăn việc làm. Vì anh làm việc trong trung tâm bảo vệ bản quyền nên anh nói ta sẽ đăng ký bài hồi tưởng ở Việt Nam để lấy tiền bản quyền chứ nhỉ. Cả hai cùng cười vang. Tôi rất vui và hạnh phúc vì Thao đã trở lại một con người chất phác, hiền lành và tình cảm. Một Đỗ Hồng Thao thật của ngày xưa. PS, trong khi hồi tưởng và viết lại những dòng này, tôi không quên thắp một nén hương cho bạn tôi khi anh đã ra đi vì một căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Thật là thương cuộc đời một nghệ sĩ. Bản hồi tưởng sau này vinh dự được hội đồng giám khảo lựa chọn đưa vào làm bài thi bắt buộc cho cuộc thi guitar quốc tế tại Berlin năm 2014. Và sau đây, mời các bạn nghe tác phẩm hồi tưởng do chính tác giả trình bày.